Thưa quý vị, trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra, trước thềm sự kiện chính trị trọng đại và có ý nghĩa đặc biệt này, cùng với người dân cả nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng cũng muốn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào đại hội, nhất là về công tác an sinh xã hội, bình đẳng giới và phát triển kinh tế trong thời gian đến. Mong muốn đại hội Đảng thành công và sau đại hội Đảng thì có những chính sách quan tâm đến hội viên phụ nữ, đến chính sách đó, những đề án chương trình mà là thúc đẩy bình đẳng giới, quan tâm đến đối tượng phụ nữ yếu thế. Và bên cạnh đó thì hiện nay mặc dù là có sự quan tâm về công tác cán bộ nữ, tuy nhiên là nữ lãnh đạo trong các chính quyền, các cấp, các ngành và từ thành phố đến quận huyện nó vẫn còn cái tỷ lệ nó rất là hạn chế, thì cũng rất mong rằng có những cái chính sách để cho nữ phát huy được cái vai trò và tham gia vào vấn đề tham chính. Phụ nữ phường cũng như các cấp hội luôn luôn thực hiện tốt cái chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị tại địa phương, và đặc biệt là thực hiện tốt cái chức năng bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em, để chúng ta thực hiện tốt hơn cái chỉ thị 39 của thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng một thành phố an toàn không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chúng tôi cũng rất là mong muốn được tạo điều kiện cho cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế theo cái đề án 939 của chính phủ.